Vâng, xin chào anh chị em. Tiếp tục đến với series hướng dẫn sử dụng bộ công cụ báo cáo tài chính nhanh cho các nhóm ngành. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series này là sử dụng bộ công cụ báo cáo tài chính nhanh cho nhóm ngành điện. Anh chị em có thể truy cập tại trang chủ của techprofit.vn để sử dụng bộ công cụ này và phân tích cơ bản và khoản báo cáo tài chính rút gọn. Ở đây anh chị em có thể sử dụng cái báo cáo tài chính nhanh cho mục đích là nắm bắt các thông tin về tài chính như cơ cấu tài sản hay là phần kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực phi tài chính như là về điện, xây dựng, bất động sản, thép, dệt may, vân vân và vân vân, ngoại trừ các nhóm về tài chính như là bảo hiểm, chứng khoán, ngân hàng thì hiện tại team đang phát triển. Ở đây là chúng ta có thể đọc các tài chính nhanh cho nhóm ngành điện. Thì mình lấy ví dụ của ngày hôm nay là sẽ là cổ phiếu như là NT2 hay là có POW và GEG. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chú ý những cái khoản mục nào trong báo cáo tài chính của nhóm ngành điện. Thì ở đây chúng ta ở phần kết quả kinh doanh thì chúng ta cũng nên theo dõi là cái phần biến động doanh thu của doanh nghiệp, thì đây cũng khá là quan trọng vì nhóm ngành điện hầu hết các mã cổ phiếu mà mình vừa liệt kê đều là sản xuất điện, doanh nghiệp sản xuất điện, vì vậy mà họ cũng là một có cái đặc thù của doanh nghiệp sản xuất là chúng ta cũng nên theo dõi cái biến động của doanh thu và thật sự tăng trưởng của doanh thu có tích cực hay không. Bên cạnh đấy thì cái phần biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp thì nó sẽ khá là đặc thù theo từng loại nguồn điện. Ví dụ như là ở các nguồn thiên về cái nguồn năng lượng tự nhiên như là thủy điện, năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời thì sẽ có mức cái biên lợi nhuận gộp của họ thường khá là cao. Ví dụ ở đây chúng ta có GEG, cái mức biên lợi nhuận gộp của nhóm này thường lên tới 40-60%. Ví dụ như là bên cạnh đấy là thủy điện như là Vĩnh Sơn, Sông Hinh cũng có mức biên lợi gộp cao, khá là cao trong giai đoạn 2022 cũng lên tới khoảng hơn 60%. Và nhóm cổ phiếu RE họ có cái tỷ trọng là năng lượng tái tạo khá là lớn cũng, và cái mức biên họ cũng cao hơn 40%. Và bên cạnh đấy thì nhóm mà còn lại là về nhiệt điện hay nhóm về năng lượng hóa thạch như là điện khí, điện than thì đây NT2 thì thường có cái mức biên lợi nhuận gộp thấp hơn tầm khoảng 20% đổ xuống. Và ITP cũng là một mã tự hiểu về nhóm nhiệt điện. Vì vậy đây là những cái đặc thù khá là khác so với các nguồn điện khác nhau. Vì vậy mà chúng ta nên chú trọng tìm hiểu xem nó là nguồn điện gì thì mới có thể đem ra hai cái doanh nghiệp để so sánh nhau. Nhưng thậm chí là kể cả nhiệt điện than hay nhiệt điện khí mà chúng ta đem so sánh nhau thì nó cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Ở đây chúng ta sẽ theo dõi những cái biến động về phần cơ cấu tài sản nó quan trọng hơn. Ví dụ như là ở hầu hết nhìn chung trong nhóm điện thì chúng ta sẽ chú trọng nhóm về khoản phải thu. Thì thông thường là chúng ta ở các nhà máy điện họ sẽ bán điện cho EVN, và EVN thường là nhà mua buôn điện duy nhất ở thị trường Việt Nam, và vì vậy họ có cái mức có sức mạnh về trả giá khá là lớn, cho nên họ chiếm dụng được vốn khá nhiều từ các nhà máy nhiệt điện, và thông thường đến cuối năm thì họ mới hạch toán các khoản tiền cho các doanh nghiệp, và vì vậy mà con số về khoản phải thu của nhà máy điện thường cao trong cuối năm. Chúng ta sẽ chú trọng về những phần là tài sản dài hạn, giống như mình đã nói thì cái nhóm ngành điện này, sản xuất điện này thì nó cũng có nhiều đặc tính của nhóm ngành sản xuất. Vì vậy mà chúng ta sẽ theo dõi phần tài sản cố định và phần xây dựng cơ bản ra. Thì phần tài sản cố định là phản ánh cái nhà máy của doanh nghiệp hiện tại đang vận hành, còn phần xây dựng cơ bản ra thì nó phản ánh cái tính năng tăng trưởng. Ví dụ như chúng ta có thể theo dõi cổ phiếu GEG trong cái giai đoạn năm 2021, cuối năm 2021 có cái mức xây dựng cơ bản ra khá là lớn, quý 3 là khoảng hơn 5.400. Đấy, vì vậy mà trong cái thời điểm quý 4 nó đã bắt đầu kết chuyển cái khoản này vào tài sản cố định, nghĩa là cái nhà máy này nó đã đi vào hoạt động và giúp cho doanh nghiệp có sự tăng trưởng doanh thu, và thông thường họ sẽ mất khoảng 1 đến 2 quý để có thể vận hành cái nhà máy đấy được bình thường, chân chu. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy tốc độ tăng trưởng đây là ngay trong đầu năm 2022 đã tăng trưởng 87%,
và các quý sau đó đều tăng trưởng khoảng 60%. Đấy, thì hiện tại là cho đến quý 3 2022 chúng ta lại tiếp tục nhìn thấy là GRG có khoản xây dựng cơ bản ra là khoảng 3.958 tỷ đồng, nghĩa là họ đang có một cái dự án gì đó. Thì ở đây là dự án điện gió của GRG, thì tiềm năng trong tương lai nó sẽ bao giờ đi vào hoạt động, hay là sẽ bao giờ nó sẽ được hòa vào lưới điện để có thể ghi nhận doanh thu, thì chúng ta sẽ có thể theo dõi tìm hiểu thêm tại thông tin ở các bên lề. Thì đây là những cái khoản mục mà chúng ta nhận thấy để có thể chú trọng và tìm hiểu thêm về thông tin. Bên cạnh đấy thì ở cái nhóm ngành điện này họ có một cái đặc thù rất là hay, đó chính là do cái nguồn dòng tiền khá ổn định, do là cái sản lượng điện là thường sẽ không có nhiều biến động nhiều so với cái mức ước tính của doanh nghiệp. Và vì vậy mà thông thường là doanh thu cũng như lợi nhuận của họ đem về cái dòng tiền khá là ổn định. Vì vậy mà các bên tổ chức tín dụng hay là ngân hàng thường cho vay với cái tỷ trọng khá là lớn. Ví dụ thông thường một dự án của nhóm ngành điện, thường cái dự án đấy được cho vay điện cho vay cái phần nợ vay được lên tới khoảng 70 đến 75%. Ở đây chúng ta có thể thấy GEG có phần nợ vay dài hạn chiếm tỷ trọng khá là lớn, và cái phần nợ ngắn hạn thấp. Bên cạnh đấy họ cũng có phần nợ chiếm dụng khá là nhiều. Mà chúng ta có thể mà chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta nếu mà ở các doanh nghiệp sản xuất thông thường thì chúng ta có thể thấy là doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy quá lớn thì có thể có rủi ro hay không. Thì tuy nhiên thì mình nói luôn rằng ở nhóm ngành điện thì họ thường được có cái sự ổn định về cái dòng tiền, hay là được cái sự ưu tiên của chính phủ, cho nên là cái phần nợ vay của doanh nghiệp nó sẽ không đem lại quá nhiều rủi ro về cái phần cấu trúc tài chính doanh nghiệp. Cái phần nợ vay mà chiếm tỷ trọng nhiều này nó sẽ không đem lại quá nhiều rủi ro. Tuy nhiên thì ở đây nếu mà phần nợ vay của doanh nghiệp là chiếm tỷ trọng lớn, thì nếu mà trong bối cảnh mà lãi suất hiện tại đang trong xu hướng tăng, mà cái chúng ta có thể theo dõi thêm ở cái phần nợ vay dài hạn này của doanh nghiệp này, cái phần chi phí lãi vay nó có là chi phí biến đổi hay không. Nếu là chi phí biến đổi thì doanh nghiệp sẽ bị chịu thêm cái chi phí lãi vay thay đổi do cái việc mà lãi suất trong cảnh như hiện tại là đang tăng như thế này. Ok, và vừa rồi là mình nói về những cái yếu tố các khoản mục để chú trọng về phần nhóm ngành điện thôi, thì cũng không có quá nhiều khác biệt so với nhóm ngành sản xuất. Tuy nhiên họ cũng có một cái những khoản mục mà nó cũng đặc biệt hơn, cho nên mình làm hẳn một video để có thể hướng dẫn cho anh chị em. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn anh chị em đã lắng nghe, và có thể đăng ký cái sử dụng bộ công cụ tại đường link mình để ở ngay phía bên dưới, và cũng có cả hướng dẫn chi tiết cho anh chị em để dễ dàng đăng ký. Cảm ơn anh chị em đã lắng nghe. Nếu anh chị em cảm thấy video hữu ích, hãy like, chia sẻ video và subscribe YouTube của Tech Profit. Và một lần nữa cảm ơn anh chị em đã lắng nghe video của ngày hôm nay.